Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin. Con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa, được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thưa ngài Theophilô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy. Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài. Mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Ngày chủ nhật chúng ta đến nhà thờ lắng nghe lời của Chúa dành cho người. Trước hết là đối với dân Israel. Dân Israel tội lỗi, đi rồi ăn năn sám hối, và Chúa đã cho họ trở về từ Babylon, trở về quê nhà, để rồi xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Và hôm nay nhà đền thờ được xây dựng, đó là ngày thánh này. Cho nên điều quan trọng nhất là tất cả dân chúng đều ngồi chung quanh, để từ đó ông gọi là Ezra, vừa là kinh tế vừa là kinh sư, đứng trên cao đọc lời Chúa. Và ngay cả người lớn người nhỏ, các ông các bà, ngay cả trẻ nhỏ vui mừng từ sáng cho đến trưa nghe lời Chúa, để thấy tình thương của Chúa. Và điều quan trọng nhất là lắng nghe để mà thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Đó là điều mà Thiên Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay là lời của Chúa ghi lại qua Thánh Luca, ghi lại tất cả những gì tốt đẹp nhất để tôn vinh chính Đức Giêsu Kitô. Và ngài cũng phải trở về Nazareth vào ngày Sa-bát. Ngài cũng vào trong hội đường và người ta đưa cho ngài cuốn sách đúng toàn lời Chúa Isaiah chương
để nói rằng chính Chúa thánh thần ngự xuống trên người, người rước dầu để ra đi trao giảng tin mừng cho mọi người, nhất là đem niềm vui hạnh phúc nhất cả cho những người tội lỗi, cho những người mù loà, cho những người nghèo khó, để đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Nói tới hồng ân 50 năm được trang hoàng ân lành cho tất cả mọi người tín hữu, đó chính là tình thương của Chúa dành cho mọi người. Hôm nay lời của Chúa được thực hiện một cách hoàn hảo để chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, ngôi hai Chúa xuống thế làm người, giảng dạy lời Chúa một cách tuyệt vời và quan trọng nhất là qua cái chết và sự sống lại trong vinh quang. Chúa ban trang hòa ân lành cho tất cả mọi người tín hữu. Cuối cùng là bài đọc thứ hai trong thư gửi tín hữu Corinto. Chúng ta lắng nghe đi dài một chút xíu, nhưng mà chúng ta lắng nghe để chúng ta xác tín rằng qua chỉ phép rửa tôi, mỗi người trong chúng ta người em bé xíu được rửa tôi, để mỗi người chúng ta là trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Cho nên thánh Phaolô nhắc nhở, tuy chúng ta là nhỏ bé, các bà các cô trẻ nhỏ, nhưng một khi tất cả chúng ta đi vào Chúa Kitô trong sức rửa tôi, biết tích thêm sức, thế thì mỗi người trong chúng ta tuy nhỏ nhưng mà mỗi người đều được mời gọi kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. Cho nên chúng ta tuy là cũng giống như là cái thân thể của chúng ta, tuy là con mắt, có tai, có mũi, đủ luôn hết, nhưng mà tất cả chỉ là nên một trong một thân thể. Chúng ta dù là nhỏ, đơn sơ mà trước mặt Chúa thì chúng ta nhiều lỗi lầm lắm. Nhiều người nhỏ, nhiều người lớn, nhiều người nhỏ bé, nhiều người có tiền, nhiều người thì khó khăn lắm, đủ thứ hết, mà nhiều khuyết điểm lắm. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đều trở nên một trong Chúa Kitô. Cho nên thánh Phaolô nhắc nhở, cười nhẹ, một khi anh em được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là Kitô. Thế thì điều quan trọng là mỗi người một việc, cố gắng sống thật là tốt, nhất là yêu thương nhau. Nhất là xã hội hôm nay người ta chỉ nghĩ đến cãi nhau, đánh nhau, bỏ tách ra, qua qua TV này, đọc tin, chỗ nào mỗi một ngày buổi sáng sớm ra có nhiều người tìm cách giết, đánh nhau, cãi nhau. Thế thì còn đối với chúng ta thì sao? Từ khi sáng dậy, tạ ơn Chúa và xin Chúa Giêsu nhìn nhìn ở trong tâm hồn con, về mời gọi con trước hết là yêu thương con và cha mẹ anh chị em, tha thứ tất cả, yêu thương nhau, mỗi người nhỏ hơn, kết hợp với nhau để đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Đó chính là điều Chúa Giêsu mời gọi mọi người tín hữu chúng ta. Cuối cùng, hôm nay trong niềm vui của tất cả cộng đoàn tín hữu, và nhất là ca đoàn, buổi sáng sớm ai cũng phải để đèn thờ hát lên tận tay để khen ngợi tình thương của Chúa. Cho nên tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, tất cả chúng ta nhớ tới một điều quan trọng, đó là một vị tên là Trọng Nhân hát lên bài hát Chúa là tình thương. Tình yêu mọi người, yêu cả mỗi người tín hữu, để chúng ta quyết tâm xét lại tình thương của Chúa. Chúa là tình yêu, người đã đến xuống thế giới còi chốn muôn đời. Chúa là tình yêu, người đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới. Cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để
còn tình yêu nào cao vời vời bằng tình Chúa đã yêu ban, dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ban đến muôn muôn đời. Chúng ta thấy mỗi khi ca là họ nhau lại hát lên Chúa thương yêu chúng ta, hướng về Chúa Giêsu Kitô để xin Chúa ban đầy thánh thần trong tâm hồn của chúng con, tuy nhỏ bé nhưng tin nhiều hơn xưa, để tất cả mọi người chỉ